Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 12 phẩm 34 thanh tịnh. Bấy giờ, trưởng lão Băng Nậu Văn Đà ni tử cung kính thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, con nay được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết giảng về pháp ba đời. Chư thiên chúng nhân cùng tán bộ chúng quỷ thần thảy dốc tâm cúng dường. Các vị đại Bồ Tát gắn bó với con đường tu tập đều quyết tiến tu để thành tựu đạo quả Phật Đà. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều nêu giảng pháp ba đời, nhận rõ trí tuệ sáng tỏ, soi rõ tất cả nẻo sinh diệt của các pháp, là dùng diệu lực của thân túc biến hóa nhiều về cảm ứng đến khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, khiến mọi người đều vững tâm tu hành, không rời bỏ bản nguyện làm thanh tịnh quốc độ, cùng dứt trừ sạch mọi chấp vết sinh tử khổ hoạn. Trưởng lão Bấn Đạo Văn Đà Ni Tử lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như có các vị Đại Bồ Tát tu tập pháp nhất tướng vốn không, luôn tự tư duy, nhận rõ về thân tướng, trong ngoài đều đạt thanh tịnh, dứt mọi tam đấm cấu nhiễm. Vậy chư Đại Bồ Tát ấy đã tu tập ra sao để đạt được quá trình thành tựu như thế? Đức Phật bảo trưởng lão Bấn Đạo Văn Đà Ni Tử: Này vị Tàu Thánh Tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ thực hiện sự pháp tu ba la mật theo đúng nẻo hành hóa của chư Phật, đối với tất cả các pháp thể đều đạt được thanh tịnh. Thế nào là các pháp thể được thanh tịnh? Như các hàng thiện nam thiện nữ phân biệt nhận rõ về ba đời là không thực có, cũng chẳng thấy có sự thành tựu đạo quả của ba thừa, từ đạo quả tu đà hoàng cho tới quả vị Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, được tu tập các hành của ba đời thanh tịnh. Từ quán tưởng về nội thân, nhận rõ các thứ, các tưởng thức, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Thế nào là Đại Bồ Tát, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh? Này vị Tập Thánh Tử, như các hàng thiện nam, thiện nữ phân biệt ba nẻo không, vô tướng, vô nguyện, không còn thấy có sự phân biệt tôi ta, ta người tọa mạng, cũng hết thể các pháp, từ đạo quả tu đà hoàng cho tới các vị Đại Bồ Tát đã hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa này, trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử, các bậc vô học dứt mọi tam đấm vướng mắc, dứt mọi nơi chốn sinh diệt, thực hiện pháp quán không, nhận rõ về ba pháp vô học, có lúc thanh tịnh, có lúc chẳng thanh tịnh. Thế nào là ba pháp vô học, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh? Này vị Tộc Thánh Tử, ở trong đời vị lai phân biệt tất cả các pháp để tu tập chánh pháp, mỗi mỗi tư duy thực hiện các pháp tam muội chánh thọ, hữu giác hữu quán, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Trưởng lão Bấn Nậu Văn Đà Ni Tử thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là các bậc vô học dứt mọi tham đắm vướng mắc, không nơi chốn sinh diệt, thực hiện pháp quán không, nhờ đó ba pháp vô vi, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh? Đức Phật bảo trưởng lão Bấn Nậu Văn Đà Ni Tử: Như có hàng tu học hay tu học đã hoàn thành, nhờ đó hết thể các pháp trong vị lai vĩnh viễn dứt trừ sạch tận mọi thứ phiền não bụi bặm, khiến chúng không hề giấy khởi nữa, là dùng pháp ấy để phổ biến rộng khắp đến muôn loài, đó gọi là có lúc thanh tịnh đầy đủ. Lại nữa, như các hàng thiện nam thiện nữ, nẻo tu tập của họ nhằm thu phục tâm ý, dứt trừ mọi vọng động đối với mọi phiền não cấu ế của vị lai, vĩnh viễn không khiến chúng giấy khởi, đó gọi là có lúc chẳng thanh tịnh. Này trưởng lão Bấn Đậu Văn Đà Ni Tử, như thế là ở nơi ba pháp vô học đã thành tựu một pháp. Lại nữa này, trưởng lão Bấn Đậu Văn Đà Ni Tử, người học pháp vô học phân biệt nhận rõ tất cả các pháp hiện tại, có quán sát, có giác ngộ pháp tam muội chánh thọ, khiến vĩnh viễn đoạn trừ sạch các thứ phiền não bụi bặm, không còn giấy khởi nữa, đó gọi là có lúc thanh tịnh. Người mới bắt đầu tu tập ở nơi pháp hiện tại, tư duy phân biệt có giác có quán pháp tam muội chánh thọ, khiến cho mọi phiền não hoàn toàn dứt sạch, đó gọi là có lúc không thanh tịnh. Này trưởng lão Bấn Đậu Văn Đà Ni Tử, thế nào là ở nơi ba pháp vô vi có lúc không thanh tịnh? Đức Phật bảo trưởng lão Bấn Đậu Văn Đà Ni Tử: Hoặc khi có người học pháp vô học, đối với các pháp quá khứ phân biệt nhỏ rõ tất cả nẻo sinh diệt của hết thảy các pháp, mỗi mỗi tư duy vô giác vô quán, khiến cho mọi thứ bụi bặm phiền não hoàn toàn bị dứt sạch, không còn giấy khởi, như thế là đã thành tựu được ba pháp vô vi, đó gọi là có lúc thanh tịnh. Những người tu tập tư duy phân biệt nhận rõ các pháp hiện tại vô giác vô quán, còn khiến cho mọi thứ phiền não cấu nhiễm hoàn toàn bị đoạn sạch, không còn giấy khởi, đó gọi là các hàng thiện nam tu tập có lúc không thanh tịnh, phân biệt ba pháp hữu vi của ba đời là cũng như thế. Đức Phật bảo trưởng lão Bấn Đậu Văn Đà Ni Tử: Người học pháp vô học,
là nên phân biệt nhận rõ ba tướng pháp, tánh, thể đều thanh tịnh không thực có. Thế nào là các người học pháp vô học? Ở trong ba đời phân biệt rõ ba hướng là không chúng có. Đó là các bậc đối với các pháp vị lai, nhận rõ về đều sinh diệt của tất cả các pháp, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Này vị tộc tánh tử, đó gọi là ở nơi ba pháp hữu vi thành tựu một pháp. Đức Phật bảo trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử, nẻo hành hóa của người tu học là ở nơi vị lai nhận rõ nẻo sinh diệt của tất cả các pháp, thể đều là không tịch không chốn có, khiến cho mọi thứ phiền não có vé vĩnh viễn bị dứt sạch không còn sinh khởi. Này vị tộc tánh tử, đó gọi là có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Đức Phật bảo trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử, người học pháp vô học, đối với các pháp hiện tại đã nên phân biệt nhận rõ nẻo hành đúng đắn của vô nguyện, có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh, cũng lại khiến cho mọi thứ phiền não bụi bặm hoàn toàn bị dứt sạch không còn giấy sinh. Đó gọi là ở nơi pháp hữu vi có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Đức Phật bảo trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử, nếu hành hóa của người tu tập ở nơi pháp hiện tại tư duy phân biệt nhận rõ về pháp chánh thọ vô tướng có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh, cũng lại khiến cho mọi thứ phiền não có uế tẩy dứt sạch không còn giấy khởi. Đó gọi là ở nơi ba pháp vô vi có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Bây giờ trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, chỉ đi có pháp ba không ba tướng ấy là có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh, hay là vẫn có các pháp có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh chăng? Đức Phật bảo trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử, đúng vậy, đúng vậy, này vị tộc tánh tử, như trưởng lão đã hỏi, tất cả các pháp có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh, từ đạo quả tu đạo hoàng lên tới bậc Như Lai vô thượng cho đại thánh giác đều có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Từ pháp bốn ý chỉ, bốn niệm xứ, bốn ý đoạn, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy giác ý, tám hiền thánh hành đều có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Bây giờ trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh? Đức Phật bảo trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử, trưởng lão muốn được nghe theo đệ nhất nghĩa của có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh chăng, hay là muốn nghe về các pháp ba đời có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh? Trưởng lão Bân Nậu Văn Đà Ni Tử thưa, kính bạch Thế Tôn, con muốn được nghe về pháp đệ nhất nghĩa có lúc thanh tịnh, có lúc không thanh tịnh. Đức Phật nói, hết thảy các pháp là vô số, chẳng phải là hữu số, chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Đó gọi là ở nơi pháp ba đời mà đạt được thanh tịnh. Như có các hàng tiện nam tiện nữ, chẳng thấy trụ cũng không thấy chẳng trụ. Nhưng ở nơi tưởng về trụ lại vướng chấp, sinh tâm cấu nhiễm, đó gọi là không thanh tịnh. Bồ Tát với thề nguyện rộng lớn có độ khắp mọi loài chúng sinh, tuy độ chúng sinh nhiều như vậy nhưng không mang tưởng mong cầu trong đợi, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại sinh ý giới tưởng chấp thì đó là không thanh tịnh, thể hiện trí tuệ về ánh sáng chiếu trừ mọi tâm tối, đó gọi là thanh tịnh. Nhưng ở trong ấy liền sinh tưởng chấp thì đó gọi là không thanh tịnh, giải dắt mọi chúng sinh vĩnh viễn an trụ chúng giải thoát, đó là thanh tịnh. Nhận thấy sự hóa độ ấy mà giấy ý cấu nhiễm, đó là không thanh tịnh. Dốc một ý hướng nhằm đạt đến đạo giải thoát cũng khiến cho chúng sinh cũng đạt được như mình, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại nêu bày đề cao là ta đã hóa độ như thế, đó là không thanh tịnh. Đạo ở nơi tâm người, tùy loại mà giáo hóa, luôn tinh tấn dũng mãnh, không ăn lòng biến trẻ lười nhác, đó là thanh tịnh. Nếu tu tập luôn dốc hết sức lực, tâm không thoái chuyển, nhưng lại có tưởng chấp muốn mau chóng thành tựu quả vô thượng chánh hạnh chánh giác, đó gọi là chẳng thanh tịnh. Nhờ đó các hành là không, không chốn có, tánh gốc là tự nhiên, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại phân biệt không dứt trừ mong cầu thì đó là không thanh tịnh. Đối với vô số hành của thân đều rõ là không, không giấy tưởng niệm là có chỗ thành tựu xong, đó là thanh tịnh. Nếu lại tự khen ngợi vào công đức của mình, tâm nắm các pháp về thân tướng, đó là không thanh tịnh. Miệng diễn giảng giáo pháp không có bờ bến, cũng không có tự nhớ nghĩ về nẻo hữu vô, đó gọi là thanh tịnh. Có thể lìa bỏ tất cả để tiến tu uy nghi, mong muốn được thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là chẳng thanh tịnh. Dùng văn tự để ghi chép lưu truyền khắp các pháp tổng trì,
luôn giúp ghi nhớ không hề quên, đó là thanh tịnh. Không thấy phân tử làm phát sinh ra các pháp, không tin tưởng nói tuệ không, dẫn tới sự thành tựu đạo quả, giáo hóa chúng sinh, đó gọi đó là không thanh tịnh. Nhờ đó hết thảy các tưởng đều quy về nơi không, đó là thanh tịnh. Gốc không danh hiệu là tạo ra danh hiệu, ở trong ấy là muốn mau thành tựu đạo quả vô thượng, đó gọi là không thanh tịnh. Đối với các ấm thống tưởng hành thức không kháng không buộc, suy tìm về cảnh giới cũng là không thực có, đó là thanh tịnh. Thức thần diệu vô vi chẳng phải là chỗ tiếp cận được của nhãn giới, là muốn dốc hết tâm sức để nhận biết được nơi chốn chứa có của chúng, đó gọi là không thanh tịnh. Tất cả các pháp không thể có sự thọ nhập, vì muốn tìm kiếm các nẻo phát xuất sinh khởi của chúng, nhưng ở trong ấy không lầm chấp về nẻo thành tựu đạo giáo pháp, đạo pháp giáo hóa, đó là thanh tịnh. Để làm phát sinh các pháp nhân ý có sự tiến thoái, ta mang nỗi lo lắng về ba đường, đó gọi là không thanh tịnh. Luôn tinh tấn dốc sức tu tập nhận rõ pháp giới, trí đạt nẻo chứng đắc, đó gọi là thanh tịnh. Biết rõ về các pháp Phật là một, là bất nhị, là không hình tướng, hư tịch không diệt, đó gọi là thanh tịnh. Nếu an trụ của mười lực không xa lìa mười địa, trí tu đạt trí tuệ giác ngộ giáo hóa khắp mọi cảnh giới, đó gọi là thanh tịnh. Quan sát nhận rõ tại các pháp để vĩnh viễn lìa bỏ ba độc, đó gọi là thanh tịnh. Lãnh hội chánh pháp đại thừa vượt khỏi mọi hệ lụy của sinh tử, đó gọi là thanh tịnh. Các pháp không gắn bó từ giới thức vững chấp, đó là không thanh tịnh. Các pháp không giáo hóa mà làm phát sinh sáu pháp ba la mật, đó gọi là thanh tịnh. Biết rõ về tính chất chuyển biến xoay vần của các pháp, nhưng lại tạo ra nơi chốn đứng yên, đó gọi là thanh tịnh. Tu tập các pháp thấy của một hướng, đó là thanh tịnh. Các pháp vốn không sinh, nhưng lại nêu giảng là có sinh ra cùng khởi tâm nhị kiến, đó là không thanh tịnh. Như Lai đặt sự giác ngộ trên bánh xe chánh pháp rộng lớn, tánh không vô hình, luôn an trụ nơi cảnh giới niết bàn, đó gọi là thanh tịnh. Chẳng thấy có các pháp cũng chẳng thấy có niết bàn, với hai tâm ấy mà mong cầu thành tựu đạo quả vô thượng, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp của ba đời có thượng trung hạ, dựa theo tu lớp ấy mà nhận lấy sự chứng đắc, dứt mọi tham luyến chấp trước, đó gọi là thanh tịnh. Nếu ở trong ấy mà giới tưởng thấy có sự thọ chứng, đó gọi là không thanh tịnh. Gốc vốn không tăng giảm thầy quy về không, đó gọi là thanh tịnh. Như thấy có sự tăng giảm cùng phân biệt các pháp, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là vô sinh nên nhận lấy sự chứng đắc cũng là vô sinh, đó gọi là thanh tịnh. Như thấy các pháp có nơi chốn xuất phát nên khởi thức tưởng chấp ghi nhớ về tên hiệu, đó là không thanh tịnh. Không còn thấy các pháp là thô thiển trục trặc hay tinh tế mượt mà, đó gọi là thanh tịnh. Như lại phân biệt thấy có thô thiển lộ liễu tinh tế uyển chuyển, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp vô thượng không thấy có sự động chuyển, đó gọi là thanh tịnh. Như lại phân biệt thấy có sự động chuyển, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là thường tịch chẳng có thể nắm giữ bảo vệ, đó gọi là thanh tịnh. Nhưng nếu lại phân biệt tọa trì các pháp cho rằng đây là pháp thiện, kia là pháp chẳng thiện, đó gọi là chẳng thanh tịnh. Tất cả các pháp là không có trong ngoài, có trong ngoài, thông tỏ với các pháp của thân tại đều quy về nơi không, đó gọi là thanh tịnh. Nhưng nếu lại phân biệt các pháp trong ngoài cho rằng pháp là pháp trong, kia là pháp ngoài, giấy tâm phân biệt hai nẻo như thế, đó gọi là không thanh tịnh. Thế thể các pháp là im lặng không hề nghe được âm thanh, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại phân biệt các pháp là có sự lắng nghe, có âm thanh để giấy khỏi nhị kiến ấy, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp đều thành tựu được tất cả các đạo phẩm, đó gọi là thanh tịnh. Nếu còn thấy có nơi xuất phát xuất quan trọng, tức có đạo quả chứng đắc, đó gọi là không thanh tịnh. Đối với trăm ngàn vạn hành là không có cùng tận, tất cả quy về hư không, dứt mọi tưởng niệm, đó gọi là thanh tịnh. Nếu còn thấy có sự dứt sạch các lậu, đoạn trừ các sự trói buộc, đó gọi là không thanh tịnh. Tất cả các pháp đều là không, vô hình, sinh diệt tẩy đều tự sinh tự diệt, chẳng thấy có sinh cũng chẳng thấy có diệt, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại phân biệt thấy có sinh diệt, đó gọi là không thanh tịnh. Hết thảy các pháp là không có thầy trao truyền, tự nhiên giác ngộ nhận ra nẻo tám nẻo hành hóa, đó gọi là thanh tịnh.
Nếu lại thấy đã từng theo thầy để tham vấn thọ nhận phân biệt cao thấp, đó gọi là không thanh tịnh, tâm luôn nhẫn không hề dấy khởi chống đối, đạt được tâm nhẫn nhục nhu hòa, đoạn được các mối trói buộc, khi chúng hoàn toàn bị dứt bỏ không còn phát sinh, đó gọi là thanh tịnh. Như cơ thể tư duy không tính đến gốc của các hành, có sinh có diệt, nên có hai tâm phân biệt các pháp, đó gọi là không thanh tịnh. Và muốn cầu đạo, nếu gần với bậc tiền tri thức, đó gọi là thanh tịnh. Nhưng nếu lại tư duy, ý mang lấy sự biến trễ, giữa chừng tâm thoái chuyển, đó gọi là không thanh tịnh. Pháp gốc ngọn chuyển biến, dùng âm hưởng để giảng dạy trao truyền, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại thấy có sự chuyển pháp luân lớn, rộng với mọi âm hưởng để giáo hóa thọ nhận, đó gọi là không thanh tịnh. Chưa được biết về các pháp giới 12 duyên khởi, tìm tòi để có thể nhận rõ mà đề bỏ không theo, đó gọi là thanh tịnh. Nếu thấy có sự bùng phát hủy diệt trói buộc sai khiến, đó gọi là không thanh tịnh. Có thể các pháp là hết sức kỳ diệu đặc biệt, đi thì chẳng thể tới cùng, lại thì cũng không cùng tận, tiếp độ mọi chúng sinh để tới bờ giác ngộ, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại thấy có sự tiếp độ có bờ bán giác ngộ, đó gọi là không thanh tịnh. Đối với các pháp vị lai, tư duy đã hoàn toàn dứt sạch, đó gọi là thanh tịnh. Nó lại thấy có vị lai với sự sinh khởi, sự khởi diệt, đó gọi là không thanh tịnh. Đối với hiện tại, nhờ rõ 84 hành, với sắc tướng uy nhan của Đức của Như Lai Trang Nghiêm, đó gọi là thanh tịnh. Nếu thấy có hiện tại với tâm yêu mến ham thích, ta đắm về hình sắc, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là vô sinh, không thấy có sự tạo tác, tự nhiên cùng với giới luật, thuận tu các pháp ba la mật, đó gọi là thanh tịnh. Nếu thấy hết thảy các pháp có sự tạo tác, tuân theo giới luật giải khỏi tâm phân biệt, đó gọi là không thanh tịnh. Tất cả các pháp là không có hình tướng, tại quy về nẻo vô vi hợp với đạo vô thượng, đó gọi là thanh tịnh. Như lại thấy sự biến đổi của hình sắc ấy, tự sinh tưởng niệm, đó gọi là không thanh tịnh. Có thể các pháp riêng lẻ mà không có bè bạn, các pháp không ngôn thuyết, cho thấy có sự giáo hóa cho ngôn từ, đó gọi là thanh tịnh. Nó thấy có thuyết pháp có ngôn ngữ giáo hóa, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là không giấy khỏi, không cấu nhiễm đối với ba đời, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại thấy có pháp ba đời với mọi sự khởi diệt, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là không dựa cậy, không gắn chặt với ba cõi, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại thấy có nơi chốn nương tựa gắn bó với ba cõi, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là không thân tướng, chỉ có pháp là thể, đó gọi là thanh tịnh. Nếu lại thấy có pháp thân vượt qua mọi tri kiến, đó gọi là không thanh tịnh. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, khứ cũng vô số, lai cũng vô tận, mọi đạo quả giáo pháp được thuyết giảng đều không có lệch lạc, đó gọi là thanh tịnh. Nó lại tuyên giảng nêu bày về chư Phật ba đời giới ngôn ngữ giáo pháp có tăng giảm, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là không hình cũng không sắc tượng, đó gọi là thanh tịnh. Nó lại dùng các pháp để tạo nên màu sắc hình tượng, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là chẳng thể nhìn thấy, luôn tịch nhiên như hư không, đó gọi là thanh tịnh. Nó lại nêu giảng các pháp là có thể nhìn thấy, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là vô lượng mà không cùng tương phản chống đối nhau, đó gọi là thanh tịnh. Có thể có các pháp với mọi thứ số lượng, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là không có cảnh giới, cũng không có quốc độ, tôi đã giáo hóa chúng sinh làm thanh tịnh quả Phật, đó gọi là thanh tịnh. Nếu thấy có chúng sinh được hóa độ cùng làm thanh tịnh quả Phật, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là bình đẳng, của vị Niết Bàn là một tánh, đó gọi là thanh tịnh. Nếu còn thấy có sự thọ nhận cùng thành tựu đạo quả, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp khi nêu bày phát ra sự quan trọng đều không nhớ nghĩ về sự báo ứng, đó gọi là thanh tịnh. Nếu thấy có sự nêu bày điều quan trọng để nhận lấy báo đáp, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là hoàn toàn dứt mọi sinh diệt, vĩnh viễn xa lìa hình sắc, đó gọi là thanh tịnh. Nó còn thấy có lìa sinh diệt thọ nhận hình sắc, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp luôn an định ngay từ đầu, đã không có biến đổi, đó gọi là thanh tịnh. Nó lại thấy có động chuyển biến đổi không an trụ, đó gọi là không thanh tịnh. Các pháp là chẳng thể nhận biết, cũng không có người tìm kiếm được dấu vết, đó gọi là thanh tịnh.
Nó lại thơ có hình tướng dấu vết, có thể theo đuổi tìm kiếm, đó gọi là không thanh tịnh. Đức Phật bảo trưởng lão Bân Lậu Phân Đà Ni Tử, như có các vị Đại Bồ Tát, vì vẫn tu tập pháp thanh tịnh ấy, thì ngay hiện tại lại đạt được pháp tam muội chánh thọ định ý vô tận tuệ, nên có thể vượt qua mọi cảnh giới của chư Phật, từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác để giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh quốc độ Phật. Mà mỗi đều nhận rõ nơi chốn hướng tới của các pháp, đem bốn tâm vô lượng thể hiện làm thấm nhuần khắp mọi chúng sinh, dần dần giáo hóa trao truyền, khiến đều được giải thoát, tùy theo góc của sở nguyện mà thấy được số mạng. Lại dùng thần tâm trí quán thân mạng đời trước để nhận biết tường tận gốc rễ, làm thanh tịnh mọi dấu vết của nẻo hành hóa. Còn lúc Bồ Tát nhập pháp tam muội chánh thọ, đạt được thần thông sáng suốt, thông tỏ được cho Phật Thế Tôn hỗ trợ uy thần, khiến có thể phân biệt nhận rõ tánh của các pháp là tự nhiên sinh, tự nhiên diệt, sinh chẳng phải do ta sinh, diệt chẳng phải do ta diệt. Bồ Tát đại sĩ không nên có suy niệm như vậy, do ta làm phát sinh hay hủy bỏ, mà có pháp này sinh, pháp kia diệt. Đại Bồ Tát cũng không được giấy niệm cho rằng ta nay đã thành Bồ Tát, người kia chưa thành Bồ Tát. Ta đã thành tựu các pháp Bồ Tát, người kia chưa thành tựu được. Ta đã đạt đến cứu cánh, người kia chưa đạt được. Ta đã thành Bồ Tát huyền thuật, ta đã thành Bồ Tát giáo hóa, ta đã thành Bồ Tát âm hưởng, người kia chưa thành Bồ Tát âm hưởng. Ta đã thành Bồ Tát đặc thần thông trí tuệ, người kia chưa đạt được Bồ Tát có thần thông trí tuệ. Ta đã hội nhập cảnh giới Bồ Tát, người kia chưa hội nhập được cảnh giới ấy. Ta đã vượt qua gốc của mọi hành, người kia chưa vượt qua gốc của các hành. Ta tu tập đúng luật Bồ Tát, người kia chưa tu tập đúng giới luật Bồ Tát. Ta đã làm thanh tịnh của Bồ Tát, người kia chưa làm thanh tịnh được cõi Bồ Tát. Này trưởng lão Bân Lậu Văn Đại Ni Tử, như thế là các vị Đại Bồ Tát từ lúc bắt đầu đã dứt bỏ niệm này, phân biệt các pháp có cao có thấp. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đạt được pháp tam muội chánh thọ định ý ấy, có được thần túc tự tại, có thể chu hóa tùy theo ý niệm của mình. Đối với các pháp không giấy tâm tăng giảm, như có các hàng thiện nam thiện nữ đạt được pháp định ý đó, thì có thể nhận lấy công việc giáo hóa chúng sinh một cách trọn vẹn, cùng làm thanh tịnh của Phật từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác, kính lễ cúng dường cho Phật Thế Tôn, lại sử dụng các phương tiện thích hợp để thân cận các bậc thiện tri thức, thuyết giảng về lẽ mầu nhiệm của chánh pháp, dẫn đến nẻo giải thoát, còn khiến cho chúng sinh có được lòng tin vững vàng bền chắc, cùng xem nhau như cha mẹ anh em, không hề dễ tâm xa lạ, lần lượt đều cùng được giáo hóa trao truyền, tùy theo ý niệm mà thành tựu đạo quả viên mãn. Đó gọi là Đại Bồ Tát nhận pháp, nhập pháp định ý ấy, nó có thể đạt được đầy đủ hết thảy các pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn vì trưởng lão Bân Lậu Văn Đại Ni Tử mà nói bài tụng, hết thảy gốc các pháp cửa quy về chẳng đồng, cảnh giới mỗi mỗi khác, nẻo hành pháp cũng thế. Ta thức đạo thanh tịnh, các hành chẳng thể tận, nay tạm nêu mấy nét, nẻo tịnh cùng không tịnh, chư Phật chẳng thể lường, ngôn giáo cũng vô tận, nay lược nêu điểm chính, nhờ đó các đạo quả. Chư Phật diệu nghĩa rộng, tuệ không bao trùm khắp, bị thử đều thành tựu, đều về cửa giải thoát. Cá trí của gốc tịnh, chư Phật luôn ngợi khen, dứt niệm xua mọi tưởng, cá trí nêu đầy đủ. Chư Phật chỗ nêu giảng, khiến rõ khổ ái dục, quên có chẳng vướng có, nên đạt nhân trung tôn. Phật vốn chứa hành trước, tự đạt bậc vô thượng, đầy đủ pháp Bồ Tát, nêu đại thừa diễn khắp. Mọi trí nơi hiện tại, tỏ cội nguồn muôn loài, nhờ đó không sinh diệt, đạo vô thượng viên mãn. Lúc này Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Bân Lậu Văn Đại Ni Tử, như có các vị Đại Bồ Tát liền đạt được đầy đủ các pháp ba la mật, phân biệt nhận rõ các hành của pháp giới vi diệu, thì trí tuệ thêm tăng trưởng để diễn giải giáo huấn, dẫn dắt khắp mọi đối tượng, khiến thảy đều có được bốn pháp vô ý. Cá trí tự tại là đạt được các pháp chính yếu để hóa độ những người chưa được hóa độ, tâm nhớ nghĩ đến các pháp như luôn có mặt ở hiện tại. Trí tuệ thiền định luôn nhớ biết đầy đủ để làm thức ăn, lấy pháp giới làm tân, dùng các pháp tổng trì làm hành, thường xuyên đi đến khắp các quốc độ chư Phật, khiến cho mọi chúng sinh ta đều thành tựu đầy đủ Phật đạo. Nhờ đó các pháp định thực hiện các phương tiện quyền xảo, nẻo hành hóa của chư Phật thể vượt qua mọi hạn lượng. Theo tâm niệm thiện ác của chúng sinh đều có thể phân biệt để tùy loại mà hóa độ. Từ vô số trăm ngàn vạn ức kiếp, luôn dốc tâm thực hiện các pháp định, không hề hủy hoại chánh pháp, cũng không hề chế những tượng xa lạ khác biệt.
Bây giờ Đức Thế Tôn lại về trưởng lão Băng Đậu Văn Đà Ni Tử mà nói bài tụng: Ta sơ cầu Phật đạo, chư Thọ Ký Bồ Tát đã qua 100.000 kiếp, thiền định chẳng chuyển dời, cứu cánh hết thảy pháp, chẳng giấy tưởng đắm nhiễm, từ đấy được thành Phật gọi là Nhân Trung Tôn. Hết thảy các pháp đều chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới của chúng sinh là cũng như thế. Như là có các hàng tỳ nam tỳ nữ thực hành pháp tam muội vô hình, quan sát khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Đối với những chúng sinh thích hợp cho việc hóa độ, thể đều nhận biết, kể cả vô hạn lượng chúng sinh chưa thích hợp với việc hóa độ cũng đều nhận biết, cùng với mọi nẻo sinh diệt trong ba đời. Này trưởng lão Băng Nậu Văn Đài Ni Tử, để Bồ Tát đạt được pháp định ý ấy thì sẽ thông tỏ được mọi hành thanh tịnh, không thanh tịnh. Phẩm 35. Thích Đà Hoằng Nhân hỏi Phật. Bây giờ Thích Đà Hoằng Nhân cũng kính thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết giảng về hết thảy các pháp đều là thanh tịnh, cùng với vô lượng hằng sa quốc độ thế giới của chư Phật cũng đều thanh tịnh như hư không, không chúng có. Nay lại nghe Như Lai nói về việc nhận biết rõ về tất cả các pháp, thế thì làm sao ở nơi các pháp vô hình tướng không thể nhìn thấy mà lại có thể nhận biết được hết thảy các pháp? Đức Thế Tôn bảo Thích Đề Hoằng Nhân: lành thay, này câu dực, ông đã có thể ở trước Như Lai mà nêu bày câu hỏi về ý nghĩa như thế, ta nay sẽ vì ông mà mỗi mỗi nêu dần ví dụ, kẻ trí sẽ dựa theo đấy mà thông tỏ. Cũng như một nhà ảo thuật hóa tạo ra vạn vật, quốc độ với đủ thứ như thành, quách, cung điện, nhà cửa, phòng ốc, đồ ăn uống, ngủ nghỉ, các gia đình nghèo hèn, giàu sang, tên hiệu, họ hàng, cha mẹ, anh em, nô bộc, hầu cận, lại huyễn tạo ra những người theo hầu về hai bên mình. Nhà ảo thuật như thế là đã nhận thấy các sự vật do mình hóa tạo ra thì hoặc trải qua nhiều thời gian cung cấp cho mọi thứ cần dùng, y phục, đồ ăn uống, thuốc men, giường chiếu, chăn nệm, công việc cung cấp, và thừa nhận ấy đã xảy ra như thật, và ông đã trông thấy sự việc ấy cho là thật chăng? Thế Đại Hoằng Nhân thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, không hề có việc ấy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, đều là hư tịch huyễn hóa không chân thật. Kẻ ngu sẽ do chấp trước sâu dày nên giấy điên đảo, giữa các pháp là không đến không đi, không gắn không buộc, không tận không chẳng tận, ảo hóa vô hình cũng không thể dựa cậy. Đức Phật bảo Thích Đà Hoằng Nhân: Đúng như thế, này câu dực, Đại Bồ Tát lại cũng như vậy. Đã được pháp tam muội như huyễn tự nhiên định ý thì Bồ Tát có thể phân biệt nhận rõ nẻo sinh khởi của tất cả các pháp, không duyên không chấp, không thấy có sự thành bại hóa độ dẫn đường cho hết thảy chúng sinh, không thấy có sự hóa độ cũng không thấy không có sự hóa độ. Độ ở chỗ không có chốn độ, hóa ở nơi không có chốn hóa, tất cả đều không, đều hư tịch, không có sinh diệt. Vì sao? Vì pháp tam muội như huyễn định ý chánh thọ ấy là hết sức thâm diệu, thâm sâu vi diệu, vượt mọi bờ bến. Cảnh giới như huyễn là chẳng thể nghĩ bàn, duy chỉ có hàng đại Bồ Tát mới có thể quan sát khắp và có đạt đến sự thông tỏ. Chẳng thấy sinh cũng chẳng thấy diệt, lại cũng không thấy đã có sinh hay sẽ có sinh. Vì sao? Về chỗ nhập vào tiếp cận của Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là đối tượng nhận thức của hàng là hán bích chi. Nẻo hóa độ của Bồ Tát cũng như hư không, nẻo độ của hư không là vô hình vô tưởng, pháp tam muội như huyễn cũng là như thế, cũng không có sự hạn chế phân chia của bốn phương đông tây nam bắc bốn hướng và hai phương trên dưới. Câu dược nên biết, ta nay sẽ bị ông mệt nêu thêm về ví dụ. Cũng như hàng phàm phu gốc không hình sắc, chưa có thể phân biệt của rễ thiền định, sinh cũng không biết sinh, chẳng sinh cũng không biết là chẳng sinh, là cũng không biết về điều sẽ sinh hay đã sinh, cũng chưa có thể nhận biết cứu cánh của các pháp mà tâm luôn nhớ nghĩ hướng tới. Chẳng thấy có trụ cũng chẳng thấy không trụ, chẳng thấy tận cũng chẳng thấy không tận. Vì sao? Vì tâm vốn là vô hình, không thể nương tựa hay bám víu, cũng chẳng là chỗ có thể nghĩ bàn của ba thừa. Câu dực nên rõ, Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, nhập pháp tam muội như huyễn ấy, thì hết thảy các pháp đều như hiện ra nơi hiện tại,
không có cảnh giới cũng không có, bờ cõi tận cùng cũng có cũng không thể có, không cũng chẳng thấy không. Vì sao biết cảnh giới của Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn, nếu hành hóa phép tắc trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Câu dựt nên rõ, ta nay sẽ bị ông mẹ dẫn thêm thí dụ. Cũng như Long Vương Sa Kiệt ý nhầm nhớ nghĩ đến mưa, như tại cõi lục thiên biển mưa cam lồ, hoặc tại cõi tứ thiên vương trở lên thì có thể mưa bảy thứ châu báu. Long Vương Nang Đà, Ưu Bát Nang Đà cùng Long Vương Mana Tư, mưa ở trời thứ sáu trở lên thì mưa y phục trang sức hương thơm sâu chuỗi vòng hoa. Như mưa ở cõi trời thứ tư thì tự nhiên các thái độ ăn uống thể đều sung túc. Này câu dực, ý ông nghĩ sao? Chỗ tạo tác của các Long Vương ấy là thật có chăng? Tất đề Hoàng Nhân thưa, các bạch Thế Tôn không có. Vì sao? Vì đó chính là do công đức của chư thiên nó khiến cho các Long Vương phụng hiến cúng dường. Đức Phật lại hỏi Thích Đại Hoằng Nhân, này có dựng cung điện bảy báu y phục trang sức đầy đủ đều ở chỗ các Long Vương tung xuống, gốc là không chỗ có. Nói lại tự nói là do công đức của chư thiên khiến các Long Vương tuôn mưa xuống các thứ vật báu. Như vậy thì các Long Vương cùng các vật báu là có hay là không? Tức là Hoằng Nhân thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, theo diệu nghĩa của Pháp được nêu giảng mà nói thì cũng không có Long Vương, cũng không có vật báu. Vì sao? Vì hết thảy muôn vật đều là không, đều là hư tịch, thân tôi cùng với cõi trời cũng là không thật có. Chỗ Long Vương tuôn mưa xuống cũng không có mưa, không thấy tận cũng không thấy không tận, như kẻ ngu si mê lầm, tự giấy tức tưởng chấp. Đức Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân, này câu dực, đúng như vậy. Đà Bồ Tát nhập Pháp Tam Muội Như Huyễn, quan sát tường tận hết thảy các pháp về nơi chốn sinh của các pháp, cũng không thấy sinh, cũng chẳng thấy không sinh. Thấy các pháp môn là hữu tận, vô tận, thấy các pháp môn huyễn hóa cũng là hữu tận, vô tận. Lại thấy có vô lượng vô hạn các pháp môn giáo hóa, lại thấy vô lượng vô hạn các pháp môn du bộ của chư thiên Thế Tôn, lại thấy vô lượng vô hạn các pháp môn nhận thức hội nhập vào màn lưới các căn, lại thấy vô lượng vô hạn các pháp môn về muôn vật nơi các thế giới với sự thành trụ hoại không kiếp thiêu, tâm ý rộng lớn vượt qua mọi hành của chư Phật. Này câu dực, như thế là nên biết các pháp là không sinh không diệt, cho do chúng sinh tự giấy thức chấp chưa nhập pháp định ý, quan sát tâm người không thông tỏ tuệ không để đạt diệu lý vô sinh. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì thiên để tích mà nói bài tụng, nếu chính cửa vào đạo, nhận rõ hành ba đời, lần lượt theo năm đường, phá dứt mọi chúng có, Bồ Tát quán chư Phật. Tuệ phân biệt đạo sáng, ta gốc tạo các hành, như nay mới đạt được. Thế giới đều như không, bỉ ngã dứt hai tưởng, cung kính nơi chư Phật, nay đạt tướng vô định, diện mạo như ưu đàm, rộng lớn tỏ đủ nét, chẳng sinh cũng chẳng diệt, đức trời người tôn quý. Câu dực nên nhớ gốc, các hành không thiếu sót, dùng mảnh không biến lùi, cứu cánh gốc ngọn không. Nơi tòa không giấy tưởng, chẳng thấy có chân đứng, chẳng dựa gốc các hành, nên hiệu là sa môn, thật chẳng có đế hoàng, cũng không có năm nẻo. Bồ Tát chốn vô hóa, quyền biến thấy có sinh, từ trong vô số kiếp, không dục không chốn tham, khởi đầu tâm không hối, huống lại có vướng dựa. Như từ đấy đến nay, tu thiện chẳng lìa gốc. Một hành thành Phật đạo, chuyển chánh pháp vô thượng, nương tạm cõi sinh tử, giáo hóa vô số người, khiến tọa pháp vô sinh, tự nhiên hợp đạo giáo. Đức Thế Tôn vì Thích Đại Hoằng Nhân thuyết xong bài kệ này, bây giờ có vô số trăm ngàn chư thiên chúng nhân ở nơi chỗ ngồi để đạt được tâm vô sinh, đã có vô số chư thiên long thần thể đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đạo chánh giác. Đức Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân, nhờ có các hàng thiện nam thiện nữ cùng bốn bộ chúng tỳ kheo thì khen đây ưa bà tắc ưa bà di to trì đọc tụng pháp định ý như huyễn vô tận này, thì nên có thể đạt được đầy đủ pháp tạng vô lượng. Thế nào là pháp tạng vô lượng? Nhưng muốn có được đầy đủ các pháp biện tài của Như Lai thì phải nên tu học pháp định ý như huyễn là pháp tạng vô tận. Lại nữa này, có dục như các hàng tiền nam tiền nữ
Muốn đạt được sự lãnh hội rốt ráo về trí tuệ Phật thì phải đến tu học pháp Tam Muội Như Huyễn định ý vô tận này. Lại nữa này, cô dực như các hàng tỳ nam tỳ nữ muốn đạt được vô hóa đến các thế giới chư Phật, gần gũi kính lễ chư Phật thì phải nên tu học pháp Tam Muội Như Huyễn định ý vô tận này. Đức Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân, như có các hàng tỳ nam tỳ nữ muốn được chuyển pháp luân vô thượng như chỗ chuyển của Đức Phật tại giữa đại chúng đạt vô sở ý, thì phải nên tu học pháp định ý như huyễn là pháp tạng vô tận ấy. Lời nói này có dực như các hàng tỳ nam tỳ nữ muốn đạt được trăm ngàn pháp tổng trì của chư Phật nhằm đem lại sự an lạc cho chính mình, thì phải nên tu học pháp định ý như huyễn ấy là pháp tạng vô tận. Đức Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân, như các hàng tỳ nam tỳ nữ muốn đạt được hết thảy sở nguyện của chúng sinh, muốn có được thần tục biến hóa làm thanh tịnh quả Phật, thì phải nên tu học pháp định ý như huyễn là pháp tạng vô tận. Lời nói này có dực như các hàng tỳ nam tỳ nữ muốn khiến cho vô lượng chúng sinh ở các thế giới chư Phật do vô lượng tánh hành thảy cùng một nẻo hướng tới, thì phải nên tu học pháp định ý như huyễn ấy là pháp tạng vô lượng. Lời nói này có dực như các hàng tỳ nam tỳ nữ muốn khiến cho vô lượng quốc độ thế giới của chư Phật hợp nhất thành một sắc tướng như màu vàng rồng, thì phải nên nhất tu học pháp định ý như huyễn ấy là pháp tạng vô tận. Vì sao? Vì tất cả chư Phật thể đều từ pháp ấy mà thành tựu. Chư Phật thời quá khứ đều từ pháp định ý như huyễn này mà thành tựu được đạo quả cho thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật Thế Tôn hiện tại trong mười phương cũng đều từ pháp định ý như huyễn là pháp tạng vô tận ấy mà thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề. Vô số hàng xa chư Phật vị lai cũng sẽ dốc tu tập pháp định ý như huyễn là pháp tạng vô tận này. Đức Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân, ta nay sẽ vì ông mà nêu thêm về ví dụ. Kẻ trí sẽ nhờ đấy mà tự thông tỏ, cũng như ngọn lửa giữa cháy rực rỡ lại tăng thêm củi khô vào, và có gió lớn thổi mạnh nên càng cháy dữ dội hơn nữa, có thể thiêu đốt cả vùng núi rừng rộng lớn không hề dừng dứt. Điều chính yếu là phải dời dọn sạch phần cỏ cây khô thì sức cháy của lửa mới giảm xuống. Đại Bồ Tát cũng như thế, phải phát tâm dốc sức tu học nhằm tới độ chúng sinh. Tư duy phân biệt về niệm hướng tới pháp giới cho đến vô số hàng xa quốc độ cùng quán hư không và cội nguồn của chúng sinh, lại tự tư duy và cội nguồn tâm niệm của vô lượng chúng sinh nơi vô số hàng xa quốc độ thế giới, mỗi mỗi đều phân biệt, lại tự tính toán so sánh, ta dùng trí gì để có được đầy đủ nguyện ấy, là mong mối nhận rõ nẻo đại hướng tới của các pháp, sẽ chuyển pháp nào, làm sao để giáo hóa. Bây giờ Bồ Tát lại suy nghĩ, là vốn phát nguyện thực hiện đầy đủ các điều thiện nhằm hóa độ khắp mọi chúng sinh, khiến cho họ đạt được theo nguyện của ta một cách sung túc. Lại tự thực hiện đủ các uy nghi pháp tắc, chuyển nhập các hành căn bản của ba đời, tự nhất nghĩ để chuyển pháp hội nhập vào nẻo chẳng thành hiện bàn. Sự tính toán so sánh như vậy là nhằm hóa độ những người chưa được hóa độ đối với tại thế giới hoặc có hoặc không, lại đi đến khắp mọi thế giới chư Phật vô lượng vô hạn, vượt mọi sự nghĩ bàn, cùng tạo được đầy đủ nẻo công đức, không làm cho chánh pháp bị gián đoạn, cũng như chỗ hướng đến của các tệ nguyện lớn lao quan trọng, thể hiện lòng từ bi bao la gắn liền với tự nguyện to lớn ấy, sự cứu đến tận cùng và mọi nẻo sinh tử, tâm không hề thiếu sót giảm sút. Vì sao? Vì tất cả các trí đều được phát huy đầy đủ. Lại quan sát mọi nẻo tâm ý tưởng niệm của chúng sinh nên thuận theo lối nào để được dẫn dắt, luôn nhớ đến chúng sinh như mẹ yêu thương con cái. Vì thế Đại Bồ Tát giữ vững tâm tu luyện trong vô lượng lao khổ ấy, để hội nhập vào có vô hạn lượng của pháp Tam Muội, cùng quan sát mọi thế giới không rời bỏ tự nguyện gốc, tạo được các tác dụng thật rộng lớn vô hạn. Mấy giờ Đức Thế Tôn vì Thích Đại Hoằng Nhân là nói bài tụng. Bồ Tát mới phát tâm tự nguyện thật rộng lớn, thật khắp cõi hư không, sở nguyện mới đầy đủ, lúc hóa độ chúng sinh chẳng thấy có chúng độ, thông tỏ gốc ba đời nhân duyên chỉ tăng hợp, tâm chính không ngữ nghiêng, gốc chính thuận đạo giáo, luôn mong phương tiện tốt đạt dần đến giải thoát, tâm không chút khiếp nhược, ngày đêm tư duy pháp nhất hành được thành Phật, vẫn chẳng nhận từ thầy. Gốc thân tâm cùng hành
Đạo lực rõ thanh tịnh, xuất gia nơi thanh vắng, nhập định thân không động, hết thảy pháp bừng sáng, chiếu tỏa khắp mười phương, tự tu trí túc mạng, nên rõ khắp muôn loài. Lúc Đức Thế Tôn, Di Thích Đệ Hoằng Nhân nếu giảng pháp ấy xong thì thể các vị trong chúng hội không ai là không hoan hỷ, và cùng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm 36, gốc của mọi nẻo hành hóa. Bây giờ có vị thiên tử tên là Chúng Thủ Anh Lạc, là bậc các căn luân tịch tỉnh, từ Đức Phật đời trước đến nay thường tu phạm hạnh ba xứ đã dứt sạch, đã quả theo sở nguyện đã thành tựu. Lúc này thiên tử được cho ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải đến trước Đức Phật quỳ mọc, đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, trú xứ của con cách cõi này rất xa, xin muốn nêu bày câu hỏi, nếu được đồng ý thì mới dám thưa rõ. Đức Phật bảo Bồ Tát chủng thủ Anh Lạc: lành thay, đại bi tập thánh tử, chính vì đại chúng mà làm người đứng đầu trong việc dẫn dắt nhầm, khai mở cho bao hạng còn ngây thơ mờ tối, dần đứng vững ngọn cờ chánh pháp lớn lao để nêu rõ ánh sáng trí tuệ giác ngộ. Nếu có điều còn hồ nghi chưa được phép tháo gỡ thì có việc trình bày, Như Lai sẽ bị Bồ Tát mà một mũi phân biệt, tùy theo chỗ hỏi mà giải đáp khi được thông tỏ. Bồ Tát chúng thủ Anh Lạc thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, và nhờ các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ lại chẳng chốc tu tập đạo quả vô thượng cho đại chánh giác để được thành Phật sao? Và nhờ các vị Bồ Tát đại sĩ từ nhất trụ với căn lực đức đã được đứng vững cho tới hàng Bồ Tát đại sĩ đạt địa thứ 8 là chẳng chốc tu tập đạo quả vô thượng Bồ Đề, và nhờ chư thiên các hành đầy đủ đạt pháp không thoái chuyển, các căn gồm trọn không trở lại thân người, có giúp tu tập để được thành Phật chăng? Kính mong Đức Thế Tôn dùng phương tiện để nêu giải. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát chúng thủ Anh Lạc: lành thay, này bị tập thánh tử, đã có thể ở trước Như Lai mà tạo nên tiếng sư tử trống, Bồ Tát hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ. Từ lúc mới bắt đầu phát tâm cho đến khi thành Phật, nẻo hành hóa của Bồ Tát với các pháp là không động, và có vị đại Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay là đạt được tâm Bồ Tát, tức thời thành tựu đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác, không trải qua một ngày đêm. Và có vị Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đã không rời bỏ thệ nguyện lớn, cho tới khi đạt sáu trụ thì dốc cầu Phật đạo liền bị thoái chuyển mà không thành tựu được. Lại có vị Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến lúc đạt được bảy trụ liền tiến tới thành Phật, không trải qua địa thứ năm. Bồ Tát chủng thủ Anh Lạc hỏi: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay phát tâm Bồ Tát tức thì thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, không trải qua một ngày đêm? Thế nào là Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho tới khi đạt được địa thứ sáu lại bị thoái chuyển mà không thành tựu đạo quả được? Thế nào là Bồ Tát cho tới lúc đạt được địa thứ bảy liền tiến tới thành Phật, khỏi phải qua địa thứ tám? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát chủng thủ Anh Lạc: Như có các vị đại Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay cầu đạo Bồ Tát, chẳng phải trải qua ngày đêm mà liền thành Phật, từ nhẫn hạn thiện nam thiện nữ ấy, các căn đại đầy đủ, chưa từng trải qua các nạn của sinh tử, hoặc từ một chúng hội nào đấy một sớm tu tập nơi cõi trời rồi đến sinh ở cõi này, hoặc từ một cõi Phật đã dứt hết giận dữ rồi đến sinh ở cõi này, hoặc từ vô lượng cõi Phật một lần được nghe Như Lai thuyết giảng cho đạo pháp gốc ngọn thấy không, không sinh diệt, liên tinh tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và có các vị Bồ Tát các hành đầy đủ đã được pháp quán và trí tuệ sáng tỏ của Như Lai là tu tập các pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm Tỳ kheo tăng, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm về sợ chết chóc, niệm tu bốn pháp ý chỉ, bốn pháp quyết đoạn của ý, bốn chánh cần, bốn pháp thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tam thánh đạo, gần gũi bậc thiện tri thức. Đối với ba độc tham dâm giận dữ si mê không còn tham đắm, luôn tăng trưởng gốc lành, gồm khiến cho chúng sinh đạt được đầy đủ căn lành, tuy ở nơi sáu pháp địa mà tâm sinh do dự cho rằng: Ôi, ta sẽ chẳng phải là Bồ Tát đạt bảy trụ chăng? Hoặc lại tự suy nghĩ và xét kỹ rõ ràng là đã dứt hết hồ nghi, lại làm việc dối trá mượn là Bồ Tát đã chứng đắc để hủy hoại sự tu tập của vị Bồ Tát kia, nói ông này đã có được cội nguồn của mọi nẻo của không tuệ. Vị Bồ Tát này nghe xong thì hết sức mừng rỡ, tôi bảo rằng: Ta nay được nghe vị Bồ Tát thần đức chứng thực cho sự đạt đạo của mình, thế là chẳng còn lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
liền ở nơi sáu trụ ấy thoái chuyển rồi xuống hàng thanh văn bích chư Phật. Đức Phật bảo Bồ Tát chúng tụ anh lạc, như các hàng tiền nam tiền nữ đã ở tại địa thứ sáu đạt đầy đủ các hành Bồ Tát, lại tự tư duy tâm này xác kỹ rõ ràng, lại ở tại trụ địa thứ tám không còn lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cần củi bậc thiện tri thức dùng phương tiện để thuyết giảng về các pháp hành của tám trụ. Này bậc thiện nam, biết việc này chăng? Ông nay đã ở trong tám trụ địa, cho nên có thái độ cao ngạo coi thường các vị Bồ Tát khác. Bậc thiện nam như thế là chẳng còn lâu nữa sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị Bồ Tát kia nghe như vậy thì hết sức vui mừng, hầu như không tự kiềm chế nổi, liền theo bậc thiện nam từng nêu giảng nơi chốn vắng vẻ tịch tịnh, dốc tâm tự tu niệm. Như thế là vị Bồ Tát ấy liền ở nơi tám trụ hành hóa đúng pháp, đứng vững không hề thoái chuyển, thực hiện đầy đủ các Phật sự, đã qua nhiều kiếp không lâu thì thành tựu đạo quả Phật Đà. Đức Phật bảo Bồ Tát chúng thủ anh lạc, như các hàng tiền nam thiền nữ tu tập đạo Bồ Tát là dốc lòng chỉ vị Bồ Tát khác mà khuyến khích, ông nay sẽ thành Phật để giáo hóa chúng sinh, việc ấy cũng chẳng còn lâu. Vị Bồ Tát kia tự suy nghĩ, ta không thực hiện được điều ấy, làm sao sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phải chăng người này khi ta không đạt tới cứu cánh? Suy nghĩ như thế rồi, giữ gìn tâm luôn bền chắc, con đường tu tập luôn tấn tới, ở nơi trụ địa thứ bảy đạt không thoái chuyển, đó gọi là đại Bồ Tát ở trong sáu trụ, có thoái chuyển không thoái chuyển. Bây giờ Bồ Tát chủng thụ anh lạc thưa với Đức Phật, các bậc Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát nơi tám trụ liền được thành Phật, không trải qua con đường đầu thai, điều ấy là có chăng? Đức Phật nói, có điều ấy. Bồ Tát ở trụ địa thứ tám, quá hết thảy các pháp như hư không, như huyễn hóa, vô hình, không tịch, mọi phép tắc của các chốn hành hóa cũng đều như vậy, nhằm hóa độ chúng sinh cũng không giấy tưởng, về số lượng chúng sinh được hóa độ, đi đến khắp các thế giới của chư Phật trong mười phương, đã lãnh hội thọ nhận vô lượng giáo pháp. Đối với hết thảy chư Phật, vốn đã dứt sạch các tưởng về thân, cũng sẽ phân biệt trong ngoài là vô hình, tham vấn cấp chư Phật về tất cả các pháp không hề biết mỏi mệt. Nó cùng giáo hóa trao truyền cho hết thảy chúng sinh, cái nào nên lìa bỏ, cái nào nên giữ lấy, thâm nhập thiền định, nếu có thể an tọa được thì biết để an tọa, nếu có thể nằm nghỉ thì biết để nằm nghỉ, nhằm giáo hóa chúng sinh thích hợp với hoàn cảnh, để vì họ mà thuyết giảng chánh pháp thâm diệu, khiến cho mọi chúng sinh thể được độ thoát. Đại Bồ Tát như vậy là vào lúc đạt đủ các hành, như thế để đạt được pháp tam muội của Phật, để giáo hóa chúng sinh làm thanh tịnh quả Phật. Thực hiện được việc này thì liền hội nhập vào lãnh vực chính yếu của Bồ Tát, từ đó có thể làm phát sinh ra hết thảy các pháp môn tổng trì. Đã có được đầy đủ các pháp môn đó thì là có thể thể hiện các pháp biện tài vô ngại, diễn giảng một cách đầy đủ các giáo pháp mà chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại đã thuyết giảng, biểu hóa khắp mọi nơi chốn, do các pháp được thành tựu không chút lầm lạc, có thể làm thanh tịnh mọi tâm cấu nhiễm của tất cả chúng sinh, liền đạt được ánh sáng của pháp giải thoát vô ngại. Những hàng thiện nam thiện nữ ấy sẽ được chư Phật trong mười phương cùng đến để hộ trì, giúp cho thành tựu được các pháp như mười lực gồm đủ, tất dứt mọi nơi chốn sợ hãi. Như thế là Bồ Tát đã phân biệt nhận rõ mọi nẻo tâm niệm của chúng sinh, mọi mỗi đều lựa chọn không hề rời bỏ, đem lại sự vững vàng cho tất cả mọi người, khi họ đạt được toàn bộ tuệ không, đem lại cho vô lượng vô hạn thế giới khắp mười phương chốn chốn đều an định với chánh pháp. Dù số đủ loại các phương tiện đều có sự cách biệt xa lìa, nhưng các thế giới trong mười phương thì lại có sự gặp gỡ hợp nhất, lại ở nơi vô lượng thế giới khắp mười phương. Đối với các trí anh lạc của Như Lai vô thượng chánh đại chánh giác, luôn cảm thấy có mặt ở hiện tại, cũng là ở nơi vô lượng các quốc độ. Đối với mỗi mỗi danh hiệu nên tên họ của chư Phật thể đều được nhận rõ, như cùng một phương tiện, một phương diện, vô lượng thế giới của chư Phật cũng được nhận rõ về tên họ tôn hiệu của vô lượng chư Phật, và đối với mười phương cảnh giới của chư Phật về tên họ tôn hiệu là cũng như thế. Đại Bồ Tát cũng lại khiến cho vô lượng thế giới trong mười phương hoặc mở rộng hoặc thu hẹp lại, giống như mười phương thế giới đã được mở rộng hay thu hẹp, lại khiến cho vô lượng vô hạn hàng xa quốc độ dùng diệu lực của trí tuệ để khiến cho hoặc mở rộng hoặc thu hẹp lại. Đối với mỗi mỗi danh hiệu cũng lại ở nơi vô lượng vô hạn ấy mà được thấy tôn nhi Như Lai, là dùng diệu lực trí tuệ
hoặc mở rộng hoặc thu hẹp. Như vậy là vô lượng vô hạn hàng xa quốc độ của chư Phật thể đều được nhận rõ về danh hiệu của chư Phật ấy. Cũng thể đều phân biệt nhận rõ như vậy về 10 phương pháp giới của chư Phật. Sự phân biệt nhận rõ như thế sẽ được chư Phật Thế Tôn cùng đến để hộ trì, khiến cho các vị Bồ Tát ấy đạt được mọi thành tựu. Đại Bồ Tát đạt được pháp đại thừa ấy, tâm ý hội nhập vào toàn thể pháp định không, chẳng hề là mất mọi ý nghĩa pháp tắc của hàng Bồ Tát. Thế đó có thể quan sát khắp mọi cội rễ của chúng sinh, là có thể thông tỏ được mọi nẻo tâm niệm của chư Phật. Như thế là vị Bồ Tát này không còn gọi là Bồ Tát mà gọi là Như Lai. Vì sao? Vì vị Bồ Tát ấy đã thông tỏ tất cả các pháp, các hành luôn siêu việt, ở nơi hết tẩy các pháp đã dứt sạch mọi hồ nghi, hành hóa giống như Như Lai, đem tất cả chánh pháp của Như Lai, hoặc nhận biết một đời, hoặc nhận biết hàng trăm ngàn đời, hàng a tăng kỳ đời, là thọ trì đọc tụng vô lượng pháp Phật cho đến khi thành tựu đạo quả tối thượng, còn không hề quên mất, hội nhập vào nhất thiết trí, không còn thấy có tôi ta, nhận biết các pháp tổng trì, các pháp của chư Phật với sự ghi nhớ mạnh mẽ, cũng không hề quên mất. Các vị Bồ Tát ấy quan quán tất cả các pháp, thể hiện rõ ánh sáng, dùng ánh sáng trí tuệ xóa tỏ các nẻo tâm tối ngu si, trí không hề thoái chuyển. Các vị Bồ Tát ấy đã sử dụng các phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh không hề bị trở ngại, đã đạt được vô lượng pháp, nhị căn thanh tịnh, lãnh hội các pháp vô tận, tự nhiên ứng hóa tin tưởng mà không tùy thuộc. Các vị Đại Bồ Tát ấy khiến cho vô lượng vô hạn chúng sinh nghe theo mình với sự biến hóa thân tướng chẳng phải một lần, hoặc hiện ra vô số hình sắc rồi trở lại hợp làm một, là từ không có hình sắc dẫn tới vô số hình sắc, khiến cho mọi chúng sinh thể đều tin tưởng thông tỏ, là hiện ra tướng lưỡi dài rộng che phủ khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới rồi trở lại là một như trước, đã nhằm giáo hóa vô số chúng sinh như thế. Đức Phật bảo Bồ Tát chúng thủ an lạc, nhưng có các vị Đại Bồ Tát để giới vô số thế giới trong mười phương cho đến tận cùng cõi hư không, thấy đều có thể thông tỏ các hành ấy, thì liền được gọi là Bồ Tát Bổ Sớ Như Lai. Bây giờ, Đức Thế Tôn lại bị Bồ Tát chúng thủ an lạc mà đọc bài tụng, nghe mười phương pháp giới, thì hiện nẻo chúng sinh, tu tập hành Phật sở, nhân trung Bồ Tát Tôn. Đạo thành tựu nói chúng, biết khắp hành Bồ Tát, giờ hơn hết thảy hành, mười lực không chốn ngại, chư Phật luôn hộ trì, như thế ở trước mặt, xưng tụng công đức ấy, khen pháp không gì hơn, là một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.